Chào mừng các bạn đến với kênh, tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một con cái xin chữa, một con cái xin tơ mẫu Bombay xin chữa đó các bạn. Mẫu cực kỳ đẹp nè, chân kiền khú đó, rúng lông đuôi một chùm, sải tích nghiêm chỉnh, đỏ ao đó, đỏ ao các bạn không, yếm dây cui các bạn ơi, đỏ ao và yếm dây cui, sẽ mặt nè, sẽ lưng đồ nghiêm chỉnh các bạn. Sẽ mặc sẽ lưng đồ nghiêm chỉnh hết, cao 1m27 bò. Chữa 3 tháng rưỡi chữa bò xin nha các bạn. Chữa 3 tháng rưỡi chữa bò xin. Ôm chữa lứa 3. Con này cực kỳ to con các bạn, đỏ ao các bạn ơi. Rúng yếm bạc cu. Đỏ ao đòn dài. Chân móng thì hoàn thiện. Giá là 26 triệu con cái xin chữa nha các bạn, 26 triệu. Chữa 3 tháng rưỡi các bạn, bao chữa bao khám các bạn, bao chữa bao khám bao lòi. Giá 26 triệu các bạn. Cao là 1m27 bò. Cao 1m27 bò các bạn. Bò đỏ heo. Đó, lưng bằng, rúng, chân móng sò, hoàn thiện, lông đuôi thì một chùm. Giá 26 triệu các bạn, 26 triệu. À, cái hùng hết biết luôn các bạn không? Bốn vú đều văng à. Đó, anh em là bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video. Chân móng sò nè các bạn không, móng sò kiền khú, bạc gu, hoa đen đó, cao 1m27 bò. Chữa 3 tháng rưỡi chữa bò xin. Ôm chữa lứa 3. Giá 26 triệu bạn, 26 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Mình comment dưới màn hình video. Đó, chân móng nè, thẳng băng hết các bạn không, kiền khủ thẳng băng hết, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết các bạn, xay mặt xay lưng đồ nghiêm chỉnh hết, chữa 3 tháng rưỡi, bao chữa bao khám, chữa 3 tháng rưỡi, bao chữa bao khám bao lòi, tâm chữa lứa 3, giá là 26 triệu các bạn, giá 26 triệu, đó, 100 lần đuôi luôn các bạn không. Đó, anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó, các bạn thấy con bò cực kỳ lực các bạn. Đó, bò này ở Củ Chi nha các bạn. Chân móng sò hoàn thiện hết. Đó, đỏ mặt luôn các bạn không? Đỏ mặt luôn các bạn. Còn đây cái chi xin tơ, mẫu Bombay tơ ngay luôn các bạn. Mẫu Bombay nè. Chân móng hoàn thiện. Đó, rúng yếm luôn nghiêm chỉnh, không lan giá các bạn. Cao 1m23 bò. Cao 1m23 bò. Chân móng hoàn thiện luôn. Đó, chân móng sò hẳn băng, kiền khú. Sải tích này nghiêm chỉnh, lông đuôi một chùm rúng nè. Rúng dài nè, không lan giá nè. Yếm dài cui nè các bạn. Cao 1m23 bò. Giá là 19 triệu 500 ngàn các bạn. Giá là 19 triệu 500 ngàn. Đó, cái đuôi chà bá luôn các bạn không? Đúng mẫu Bombay luôn các bạn. Giá là 19 triệu 500 ngàn. Cao 1m23 bò, đo ngay sẽ lưng. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Mình comment dưới màn hình video. Đó, lưng thì bằng nghiến các bạn không? Sẽ mặt sẽ lưng thì nghiêm chỉnh nè. Rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Cao 1m23 bò. Giá là 19 triệu 500 ngàn các bạn, 19 triệu 500 ngàn. Đó, thấy cái rúng cái tê chưa các bạn, rúng dài, yếm dày. Cao 1m23 bò, giá là 19 triệu 500 ngàn các bạn. Cái xin tơ, tơ ngay luôn nha các bạn. Đó, lưng thẳng băng, đòn dài, quyền bò hết, con này không có lan giá chỗ nào hết các bạn. Quyền bò hết. Xe mặt, xe lưng chính xái hết, xe mặt xe lưng này nghiêm chỉnh hết, lưng một lưng luôn các bạn. Xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh hết, cao 1m23 bò. Giá là 19 triệu 500 ngàn các bạn, 19 triệu 500 ngàn. Đó, cái xin tơ.
Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn, và xin được báo giá lại cái sinter cao mét 23 bò giá là 19.500.000. Đó, cái xin chữa chữa 3 tháng rưỡi bò xin cao mét 27 bò giá là 26 triệu. Đó, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.